xin kính chào quý vị đã đến với kênh sống hạnh phúc quý vị thân mến từ khôn ngoan trong cuộc sống thể hiện dưới nhiều hình thức đó có thể là qua cách giao tiếp qua suy nghĩ qua các bài viết người ta có thể dễ dàng khen ai đó là lanh lợi khôn ngoan thế nhưng khi được hỏi cách định nghĩa khôn ngoan chính xác là gì thì đa phần lại rơi vào lúng túng không biết diễn giải ra sao cho đúng người thì hiểu khôn ngoan là sự thông minh kẻ khác hiểu khôn ngoan là sự hiểu biết người khác nữa lại cho rằng khôn ngoan là những kỹ năng những tài lẻ của con người nhưng nếu ta cho thông minh là khôn ngoan thì hễ ai có chỉ số iq cao là khôn ngoan sao hay những người hiểu biết về một lĩnh vực nào đó cũng gọi là khôn ngoan ư vì thế thông minh hiểu biết hay thành thục một kỹ năng thì khác xa với khôn ngoan. Trong chữ Hán xưa kia, có một bộ môn gọi là chiết tự. Chiết tự có nghĩa rằng phân tách một chữ ra nhiều thành phần nhỏ, rồi diễn giải từng phần để rồi gom lại một ý nghĩa tổng quát sâu sắc hơn. Trong video hôm nay, kính mời quý vị lắng nghe để hiểu rõ hơn thế nào mới là người không ngoan qua bảy câu chữ sau. Chữ thứ nhất, khôn ngoan khôn ngoan chính là sự kiên nhẫn nhìn nhận sự việc một cách kỹ lưỡng cũng là cách để ta đỡ mắc sai lầm ví dụ trong một bữa tiệc người thông minh sẽ bận rộn miệng họ trò chuyện với những đối tượng mà họ quan tâm người khôn ngoan thì bận rộn tai họ không ngại lắng nghe những điều người khác muốn truyền tải hai hành vi này được ví như ấm trà và tách trà ấm trà là người thông minh tách trà là người khôn ngoan đến cuối cùng nước trong ấm trà cũng sẽ đổ vào tách mà thôi chữ thứ hai ham học hỏi có nhiều người trình độ hiểu biết có hạn chế nhưng vẫn nghĩ rằng mình hơn người khác về mọi mặt vì chấp ngã tự ái nặng nề nên họ lúc nào cũng thấy mình hay mình giỏi hơn thiên hạ rồi dễ dàng coi thường người khác từ chỗ thấy mình hơn do chấp vào cái tôi này mà ta đã tạo ra bao phiền muộn khổ đau cho nhiều người tương lai của chúng ta bị giết chết bởi sự lười học hỏi ngày hôm nay những nỗ lực dường như là bình thường của bạn đều là tích lũy cho tương lai mỗi một lần kinh nghiệm một lần vấp ngã đều đặt nền móng cho thành công sau này không phải chờ đến lúc già hoặc lúc lâm vào hoàn cảnh bi đát rồi mới bắt đầu cố gắng khi ấy không kịp nữa núi cao còn có núi cao hơn càng học ta lại càng thấy mình nhỏ bé sự ham học hỏi liên tục cố gắng dù chỉ là một nỗ lực nhỏ cũng sẽ giúp bản thân cải thiện từng ngày dần tạo nên thành công lớn sau này chữ thứ ba ôn hòa cuộc sống ngày nay khiến cho con người phải sống vội vội vàng để bon chen giành quyền lợi vội vàng để không chế học chế làm để rồi chúng ta sau một thời gian gồng mình lên vì vội vàng thì chợt thấy mình đã mất quá nhiều thứ rồi chi bằng hãy ung dung tự tại một chút bình yên một chút để hưởng sự thanh thản mà chính sự chậm rãi ấy lại đem đến thành công ngoài sức tưởng tượng hơn là cả sự vội vàng đấy con người trên thế gian này đôi khi không cần phải sốt ruột bạn chỉ cần tìm đúng phương hướng bước đi từng bước một không cần đi nhanh chỉ cần đi đều chậm rãi bước chân hưởng thụ cuộc sống mỹ hào sẽ có lúc bạn nhận ra rằng tự ngã chân chính của bản thân là ôn hòa chữ thứ tư nhẫn nhịn có một vị giám đốc mỗi ngày đều chen lên xe buýt ngồi mặc dù có chút kham khổ nhưng trong lòng anh lại cảm thấy rất lạ lẫm và vui vẻ thế rồi có một chuyện không bình thường đã xảy ra hôm ấy anh ta cũng lên xe buýt và ngồi xuống ghế trong lúc còn đang nhìn ngó quanh quần thì đột nhiên. Một giọng nói như thép vào mặt anh. Anh không thể nhường ghế cho người khác à. Không đắng mặt đàn ông gì cả. Anh ngước lên thì thấy một người phụ nữ trực ngoài 20 tuổi đang bế cậu con trai nhỏ. Còn người vừa lên tiếng mắng anh là một cô gái có phần xấu xí. Lúc anh còn đang sững sờ thì cô gái ban nãy lại to tiếng. Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi nói anh đấy tất cả những người trên xe buýt đều hướng về phía anh với đôi mắt tò mò thậm chí là lườm lườm mặt anh bỗng đỏ bừng lên mà không nói được lời nào không còn cách nào khác anh từ từ đứng lên và nhường ghế ngồi cho hai mẹ con cô gái kia đến trạm dừng xe tiếp theo anh vừa chật vật vừa xấu hổ trốn khỏi chiếc xe buýt ấy anh không ngờ rằng mình lại gặp phải một việc như vậy Trước khi xuống xe, anh cũng kịp nhìn qua mặt của cô gái xấu xí ấy một lần để ghi nhớ. Không ngờ một tuần sau đó, cô gái xấu xí kia lại có mặt trong vòng phỏng vấn tuyển dụng nhân viên của công ty anh. Hơn nữa, anh lại là người trực tiếp phỏng vấn và quyết định tuyển. Cô gái kia vừa nhìn thấy anh, cũng phát hiện ra, nét mặt cô có phần lo lắng. Vị tổng giám đốc nói, cô lau qua một lượt giày của ban tuyển dụng, thì cô có thể được nhận vào làm cô gái đứng ở đó một lúc và do dự thật lâu cô nghĩ kinh tế trong nhà mình đã khó khăn lắm rồi mình quá cần công việc này thực tế cô ấy rất có năng lực và những thành tích mà cô đạt được cũng rất cao tuy nhiên bởi vì cô có dung nhan hơi xấu nên dù đã đến dự tuyển ở một số công ty nhưng đều bị từ chối cô lại phân vân bây giờ cơ hội bày ra trước mặt mình chỉ cần mình buông tự tôn, lau giày cho họ, thì sẽ có việc làm. Thế nhưng mà mình sao có thể đổi sự tôn nghiêm của mình đây? Vì Tổng Giám Đốc cũng nghĩ rằng cô ta ngang ngược thế, chắc sẽ không hạ mình đâu. Thế là anh ta nhắc lại một lần nữa, như để khiêu khích cô, thúc giục cô. Cô gái lập tức ngồi xổm xuống, cầm rẻ lau và bắt đầu lau giày cho những vị giám khảo kia. Vị tổng giám đốc thắc mắc, cô không phải là lợi hại lắm sao? Sao lại không có phản ứng gì thế? Khi cô gái bắt đầu lao đến giày của anh, anh ta còn cố ý ngồi bắt chéo và dơ chân lên. Tuy nhiên, bất giác anh ta lại cảm thấy mình có chút gì đó quá đáng. Anh thầm nghĩ, cô ta dù làm mất mặt mình trên xe buýt, nhưng cũng là vì việc tốt, có chút nghĩa hiệp. Nghĩ vậy anh ta liền xem hồ sơ của cô. Không ngờ trước mắt anh, là những thành tích tốt mà cô đạt được vượt xa những người khác từ mọi phương diện dường như cô đều xuất sắc hơn nữa không thể nuốt lời được thế là sau khi cô gái đã lau hết giày cho mấy vị tuyển dụng anh tuyên bố trước mặt mọi người cô đã trúng tuyển cô gái cũng không bộc lộ vẻ vui mừng mà chỉ hướng về phía giám khảo nói lời nhỏ nhẹ tôi xin cảm ơn sau đó Cô quay sang phía vị tổng giám đốc và nói: "Tính cả giày của ngài là 5 đôi, mỗi đôi tôi lấy 20.000 đồng, tổng cộng là 100.000. Sau khi ngài trả xong tiền, tôi mới bắt đầu đi làm." Vị tổng giám đốc không biết nói như thế nào, mà cũng không thể rút lại quyết định của mình, nên đành phải trả cho cô gái 100.000. Tuy nhiên, điều khiến anh ta kinh ngạc hơn là cô gái sau khi nhận 100.000 ra về lúc cô vừa đi đến cổng công ty, thì cô liền đưa hết số tiền đó cho một ông lão nhặt ve chai. Vị tổng giám đốc từ sau hôm đó lại có phần nể phục cô gái. Và cũng từ sau khi được tuyển vào công ty, cô gái làm việc rất xuất sắc, đã giúp anh ký được nhiều hợp đồng lớn. Một hôm vị tổng giám đốc, nhịn không được liền hỏi cô. Hôm cô đến phỏng vấn, tôi làm khó cô như vậy, cô có oán trách tôi không? cô gái lập tức trả lời tôi cúi người xuống chỉ vì muốn đổi một cơ hội để có thể ngóc đầu lên quả thực nhất thời cúi người không có nghĩa là đánh mất tôn nghiêm càng biết lúc cần cúi người càng nhẫn nhịn thì tương lai càng ngẩng được cao đầu chữ thứ năm nói ít hơn nghe các bạn thân mến khi nhìn vào một tấm ảnh chụp tập thể của mình với mọi người ai là đối tượng đầu tiên bạn chú ý đến đó chính là bản thân bạn con người là vậy luôn coi mình là trung tâm của mọi việc mọi người chỉ chăm chăm vào chuyện của bản thân luôn nói về chính mình mà chẳng mấy ai chịu lắng nghe người khác bởi thế cho nên đa phần có cái nhìn phiến diện không sâu sắc cũng chỉ bởi không biết cách lắng nghe có một bà mẹ trẻ muốn kiểm tra thành quả về cách giáo dục con cái của mình cô đưa cho cậu con trai nhỏ hai quả táo theo suy nghĩ đơn giản thì người mẹ chờ đợi cậu con trai nhỏ sẽ tặng lại cho mình một quả nhưng cậu bé nhận lấy hai quả táo từ tay mẹ xong cũng chẳng thèm nhìn mẹ lấy một cái mà cắn ngay mỗi quả một miếng người mẹ trẻ vô cùng nổi giận vì hành động mà cô cho rằng là tham lam ích kỷ của con cô liền to tiếng là một bài diễn tuyết dạy bảo nào là con phải biết nghĩ đến người khác không được nghĩ cho riêng bản thân mình rồi con sẽ phải trả giá khi lớn lên nếu sống ích kỷ như vậy những lời lẽ nặng nề của mẹ đã làm cho cậu bé bật khóc nức nở bà mẹ nghĩ con không tiếp thu mà quay sang ăn và liền tiếp tục thuyết giảng và không ngừng đe dọa sau một hồi nói nhiều mệt quá người mẹ mới ngừng lại ai ngờ được rằng đúng vào lúc này cậu con trai bé nhỏ mới nín khóc và nói mẹ ơi con muốn thử xem quả nào ngọt thì dành cho mẹ con định đưa mẹ quả này này người mẹ lúc này mới sững sờ sau đó cảm thấy vô cùng hối hận nước mắt của cô đột nhiên rơi xuống và cô liền ôm con vào lòng quý vị thân mến đôi khi chúng ta mắc sai lầm là vì không đủ kiên nhẫn và không chịu bỏ chút thời gian để lắng nghe nếu người mẹ kia chịu chờ một chút nói ít lại và nghe nhiều hơn thì đã không làm tổn thương con mình rồi chúng ta thích nghe những tin đồn những câu chuyện vô căn cứ thích đưa ra lời khuyên ngay cả khi chưa nghe hết câu chuyện nói ít đi không có nghĩa là nghĩ ít đi nhưng nó có thể dẫn lối cho những suy nghĩ chất lượng hơn khôn ngoan hơn chữ thứ sáu gần gũi một người phụ nữ làm công việc dọn vệ sinh đường phố rất nặng nhọc vì vậy quần áo của bà rất dơ bẩn và hôi hám tất cả mọi người đều xa lánh nếu trông thấy bà thế nhưng đức phật thì lại không khi thấy ngài nói chuyện với bà rất vui vẻ mọi người rất đỗi ngạc nhiên họ hỏi đức phật rằng bạch đức thế tôn ngài luôn yêu cầu chúng con phải sạch sẽ tại sao ngài lại chuyện trò với người đàn bà hôi hám như vậy ạ à? đức phật trả lời cho dù người đàn bà đó hôi hám nhưng tâm hồn của bà ta rất trong sáng bà ta lễ phép và làm việc rất vất vả để quét dọn sạch sẽ con đường cho các người đó là việc làm vô cùng có ích trong khi đó một vài người trông rất sạch sẽ và tươm tất nhưng tâm hồn của họ lại chứa đầy ý nghĩ xấu xa quý vị thấy đấy sự gần gũi với người khác bất kể hoàn cảnh xuất thân địa vị giúp cho chúng ta có cái nhìn cuộc đời một cách toàn vẹn ta biết rằng trong mỗi người luôn có điểm tốt và điểm xấu cần phải thông cảm và thấu hiểu khi thấu hiểu kiến thức của bạn sẽ được bồi đắp tấm lòng bạn sẽ được rộng lượng từ đó giúp cuộc sống của ta trở nên cân bằng ý nghĩa và những cảm xúc luôn được tươi mới hơn chữ thứ bảy đúng thời điểm đúng thời điểm ở đây được hiểu là việc nói đúng lúc dừng đúng chỗ người khôn ngoan luôn ý thức được rằng sức người hữu hạn và luôn có những người giỏi hơn họ biết lên tiếng đúng lúc im lặng đúng lúc họ sẽ không bao giờ nói những điều vô nghĩa vì thế sẽ khó bị mắc sai lầm mà chúc họa vào thân có một người đàn ông tham gia vào một chuyến thám hiểm leo lên ngọn núi cao nhất vương quốc tuy nhiên khi còn vài trăm mét nữa ông ngồi xuống nghỉ một cách khó nhọc rồi bảo với các bạn đường rằng các vị cứ tiếp tục đi đi tôi tự thấy sức khỏe không cho phép nên tới đây là đủ rồi tôi sẽ đi xuống những người cùng đoàn đã ra sức động viên nhưng ông vẫn quyết định dừng lại sau này khi về nhà kể chuyện với người quen tất thầy họ đều lấy làm tiếc cho ông cơ hội chinh phục đỉnh ngọn núi cao đó không có nhiều chỉ còn một chút nữa sao không cố để rồi sau này nuối tiếc nhưng người đàn ông lại trả lời tôi không hề thấy tiếc bởi vì tôi biết mình bị hen xuyễn khi gặp không khí lạnh mà loãng khiến tôi cảm thấy rất khó thở nếu tôi cố chút nữa có lẽ giờ chẳng còn được ngồi đây kể chuyện cho mọi người nữa vậy đó quý vị ạ à, thế gian này ngoài vũ trụ ra hiếm có thứ gì là vô hạn sức con người càng là hữu hạn nếu chúng ta biết dừng đúng thời điểm nói năng đúng lúc đúng đúng chỗ thì vừa không lãng phí nguồn lực vừa không mắc phải những sai lầm có thể sẽ khiến ta hối không kịp và chữ tiếp theo là chữ a an nhiên trong tâm trong từ hán việt có nghĩa là bình an an yên yên bình bình thản nhiên có nghĩa là tự nhiên là thuận theo tự nhiên an nhiên là dùng để chỉ trạng thái tâm hồn và cuộc sống bình yên tĩnh lặng thư thái của con người thế nhưng điều tưởng chừng như đơn giản ấy lại là mơ ước của rất nhiều người trong số chúng ta phật từng nói rằng đời là bể khổ mênh mông loay hoay lặn ngục mà không thấy bờ con người ta từ khi sinh ra đã phải vào một vòng xoáy trầm luân từ nhỏ hơn thua nhau về ăn ngủ việc học hành lớn lên thì cạnh tranh nhau về tiền bạc địa vị danh lợi để rồi đến khi đầu hai thứ tóc mới mới nhận ra rằng chúng ta đã phải đánh đổi quá nhiều lòng tham là vô đáy và mong muốn thì không bao giờ có giới hạn mấy chục năm đua tranh với đời trải qua đau khổ nhiều hơn niềm vui người ta lại khao khát sự an yên trong lòng người sống khôn ngoan biết đâu là giới hạn đâu là lúc phải biết dừng lại để mưu cầu sự bình an tĩnh lặng mặc cho những kẻ dại khờ cứ mãi ngục lặn trong bể khổ ngoài kia ra sức đua tranh cứ tưởng là mình viên mãn thực ra là không thoát được tham sân si mà thôi và chữ cuối cùng đó là chữ n nhân nghĩa nói đến nhân nghĩa lễ chí tín là nói đến chuẩn tắc làm người và xử sự, sự thời nhà đường người vợ nọ tên là lưu thị đối với kinh sử đều có thể xem qua hầu hạ cha mẹ chồng có tiếng là người hiếu thảo vào một buổi tối có mấy tên cướp đến nhà nàng cướp bóc người trong nhà đều chạy trốn hết chỉ có mẹ chồng tuổi cao sức yếu nên không thể chạy được nàng liều mình trước lưỡi dao sắc đứng bên cạnh mẹ chồng bị bọn cướp đánh gần chết sau này khi bạn cướp bỏ đi người trong nhà bèn hỏi nàng rằng tại sao lại không sợ Lưu Thị đáp con người sở dĩ khác với muông thú ở chỗ có tấm lòng nhân nghĩa nếu như nhà hàng nếu như nhà hàng xóm gặp nguy còn phải qua giúp đỡ huống hồ nay lại là mẹ chồng của mình đâu có thể vứt bỏ được giả sử ngộ nhỡ không may xảy ra nguy hiểm thì đâu có thể ngẩng mặt sống trên đời này nữa mẹ chồng nàng rất cảm kích nàng than thở mà nói thánh nhân ngày xưa có nói trời lạnh mới biết lá của cây tùng cây bách rơi xuống sau cùng ta nay trải qua nguy nan mới hiểu được lòng hiếu thảo của con dâu quý vị thân mến cuộc đời này con người sống không chỉ là vì tiền tài danh vọng những thứ ấy tuy là quan trọng thật nhưng có thể biến mất lúc nào đó khi qua đời cũng không đem theo được nhưng tấm lòng nhân nghĩa là cái thứ còn mãi lưu truyền cho đến đời sau người sống nhân nghĩa là những người luôn biết nghĩ cho người khác họ đơn thuần là những người thích cho đi hơn là nhận lại họ có tấm lòng vị tha độ lượng trái tim nhân ái luôn ngập tràn tình yêu thương đối với bất kỳ ai và khi càng cho đi bao nhiêu thì điều họ nhận được cũng càng nhiều bấy nhiêu ấy mới thực sự là khôn ngoan khôn ngoan không phải là dành hết phần lợi về mình mà biết cân bằng mọi thứ bằng về quyền lợi với mọi người cân bằng giữa việc công và việc tư cân bằng giữa tinh thần và sức khỏe người khôn ngoan luôn được yêu quý nể trọng và luôn có được sự bình yên thanh thản trong cuộc sống khôn ngoan chính là một kỹ năng sống không phải sinh ra đã có không phải cứ sống lâu năm nhiều tuổi là sẽ khôn ngoan nó đòi hỏi con người phải biết tự nhìn lại mình cải thiện không ngừng và có cái nhìn khách quan về mọi việc phần cuối video hôm nay kính mời quý vị lắng nghe câu chuyện ý nghĩa và cảm động sau đây đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ kể từ khi biết nhớ người đàn bà đó vẫn áo quần rách nát tóc tai còn những vụn cỏ khô vàng khè. Có trời mới biết là do ngủ đêm trong đống cỏ nào. Mẹ không dám bước vào cửa, nhưng mặt hướng về phía nhà tôi, ngồi trên một hòn đá cạnh ruộng lúa trước làng. Trong tay còn cầm một quả bóng bay bẩn thỉu. 23 năm trước, có một người con gái trẻ lang thang qua làng tôi, đầu bù tóc rối, gặp ai cũng cười cười, cũng chả ngại ngần ngồi tè trước mặt mọi người đàn bà trong làng đi qua cô gái thường nhổ nước bọt. Có bà còn chạy lên trước dậm chân, đuổi cút cho xa. Thế nhưng cô gái không bỏ đi, vẫn cứ cười ngây dại quanh quần trong làng. Hồi đó, cha tôi đã 35 tuổi. Cha làm việc ở bãi khai thác đã bị máy chém cột tay trái. Nhà lại quá nghèo, mãi không cưới được vợ. Bà nội thấy con điên có sắc vóc, thì động lòng, quyết định mang cô ta về nhà cho cha tôi làm vợ chờ bao giờ cô ta đẻ cho nhà tôi đứa nối dõi sẽ đuổi đi liền cha tôi dù trong lòng bất nhẫn nhưng nhìn cảnh nhà cắn răng đành chấp nhận thế là kết quả cha tôi không phải mất đồng xu nào nghiễm nhiên thành chú rể khi mẹ sinh tôi bà nội ẵm cháu hóp cái miệng chẳng còn mấy cái răng vui sướng nói cái con mẹ điên này mà lại sinh cho bà cái đứa trống gậy rồi có điều sinh tôi ra bà nội ấm mất tôi không bao giờ cho mẹ đến gần con mẹ chỉ muốn ôm tôi bao nhiêu lần đứng trước mặt bà nội dùng hết sức gào lên đưa đưa tôi bà nội mặc kệ tôi còn trứng nước như thế như khối thịt non biết đâu mẹ lỡ tay vứt tôi đi đâu thì sao dù sao mẹ cũng chỉ là con điên cứ mỗi khi mẹ khẩn cầu được bế tôi bà nội lại trợn mắt lên chửi mày đừng có hòng bế con tao còn lâu mới đưa cho mày tao biết được mày bế nó tao đánh mày chết có đánh chưa chết thì tao cũng sẽ đuổi mày cút bà nội nói với vẻ kiên quyết và chắc chắn mẹ hiểu ra mặt mẹ sợ hãi khủng khiếp mỗi lần chỉ dám đứng ở xa xa ngó tôi cho dù vú mẹ sữa căng đầy cứng nhưng tôi không được một ngụm sữa mẹ nào. Bà nội đút từng thìa từng thìa nuôi cho tôi lớn. Bà nói, trong sữa mẹ có bệnh thần kinh. Nếu lây sang tôi thì phiền lắm. Hồi đó nhà tôi vẫn đang dãy ruộng giữa vũng bùn lẩy của nghèo đói. Đặc biệt là sau khi có thêm mẹ và tôi, nhà vẫn thường phải treo niêu. Bà nội quyết định đuổi mẹ. Vì mẹ không những chỉ ngồi nhà ăn hại cơm nhà, còn thỉnh thoảng làm thành tiếng thị phi. Một ngày, bà nội nấu một nồi cơm to, tự tay xúc đầy một bát cơm đưa cho mẹ, bảo: "Con dâu, nhà ta bây giờ nghèo lắm rồi, mẹ có lỗi với cô, cô ăn hết bát cơm này đi, rồi đi tìm nhà nào giàu có hơn một tí mà ở, sau này cấm không được quay lại đây nữa." Nghe trở, mẹ tôi vừa vào một miếng cơm to vào mồm, nghe bà nội tôi hạ lệnh tiễn khách liền tỏ ra kinh ngạc ngụm cơm đờ ra lã tá miệng. Mẹ nhìn tôi đang nằm trong lòng bà. Lắp bắp kêu ai oán. Đừng, đừng. Bà nội sắt mặt lại. Lấy tác phong uy nghiêm của bậc gia trưởng nghiêm giọng hét. Con dâu điên mày ngang bướng cái gì? Bướng thì chả có quả tốt lành gì đâu. Mày vốn lang thang khắp nơi. Tao bao dung mày hai năm rồi. Mày còn đòi cái gì nữa? Ăn hết bát đấy rồi đi đi nghe thấy chưa hả nói đoạn bà nội lôi sau cửa ra cái xẻng đập thật mạnh xuống nền đất như dư thái quân nắm gậy đầu rồng phầm một tiếng mẹ sợ chết giấc khiếp nhược lén nhìn bà nội lại chậm rãi cúi đầu nhìn xuống bát cơm trước mặt có nước mắt dưới trên những hạt cơm trắng nhệch dưới cái nhìn giám sát mẹ chợt có một cử động kỳ quặc mẹ chia cơm trong bát một phần lớn sang cái bát không khác rồi nhìn bà một cách đáng thương hại bà nội ngồi thẫn thờ hóa ra mẹ muốn nói với bà rằng mỗi bữa mẹ sẽ chỉ ăn nửa bát chỉ mong bà đừng đuổi mẹ đi bà nội trong lòng như bị ai vỏ cho mấy nắm bà nội cũng là đàn bà sự cứng rắn của bà cũng chỉ là vỏ ngoài bà nội quay đầu đi nuốt những giọt nước mắt nóng đi rồi quay lại sắt mặt nói ăn mau ăn mau ăn xong còn đi. Ở nhà này cô cũng chết đói thôi. Mẹ tôi dường như tuyệt vọng. Đến ngay cả nửa bát cơm con cũng không ăn. Thập thánh bước ra khỏi cửa. Nhưng mẹ đứng ở bậc cửa rất lâu không bước ra. Bà nội dằn lòng đuổi. Cô đi. Cô đi. Đừng có quay đầu lại. Dưới gầm trời này còn nhiều nhà người ta giàu. Mẹ tôi quay lại. Đưa một tay ra phía lòng bà. Thì ra, mẹ muốn được ôm tôi một tí. Bà nội lưỡng lự một lúc, rồi đưa tôi trong bọc tá lót cho mẹ. Lần đầu tiên mẹ được ấm tôi vào lòng, môi nhấp nhấp cười, cười hạnh phúc rạng rỡ. Còn bà nội như gặp quân thù, hai tay đỡ sẵn dưới thân tôi, chỉ sợ mẹ lên cơn điên, quăng tôi đi như quăng rác. Mẹ ôm tôi chưa được ba phút, bà nội không đợi được rằng tôi trở lại, rồi vào nhà cài chặt then cửa khi tôi bắt đầu lờ mờ hiểu biết một chút tôi mới biết được ngoài tôi ra bọn trẻ chơi cùng tôi đều có mẹ tôi tìm cha đòi tìm bà đòi họ đều nói mẹ tôi chết rồi nhưng bọn bạn cùng làng đều bảo tôi mẹ mày là một con điên bị bà mày đuổi đi rồi tôi tìm bà nội vòi vĩnh đòi bà phải trả mẹ lại còn chửi bà là đồ bà lang sói thậm chí hất tung mọi cơm rau bà bưng cho tôi ngày đó tôi làm gì biết điên nghĩa là cái gì đâu tôi chỉ cảm thấy nhớ mẹ tôi vô cùng mẹ trông như thế nào nhỉ mẹ còn sống không ngờ năm tôi sáu tuổi mẹ tôi trở về sau năm năm lang thang hôm đó mấy đứa nhóc bạn tôi chạy như bay tới báo thụ mau đi xem mẹ mày về rồi kìa mẹ bị điên của mày về rồi tôi mừng quá đít nhổng nhổng co giỏ chạy vội ra ngoài bà nội và cha cũng chạy theo tôi đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ kể từ khi biết nhớ người đàn bà đó vẫn áo quần rách nát tóc tai còn những vụn cỏ khô vàng khè có trời mới biết là do ngủ đêm trong đống cỏ nào mẹ không dám bước vào cửa nhưng mặt hướng về phía nhà tôi ngồi trên một hòn đá cạnh ruộng lúa trước làng. Trong tay còn cầm một quả bóng bay bẩn thỉu. Khi tôi và lũ trẻ đứng trước mặt mẹ, mẹ cuống cuồng nhìn trong đám chúng tôi tìm con trai mẹ. Cuối cùng mẹ dán chặt mắt vào tôi, nhìn tôi tròng chọc, nhếch mép bảo. Thú, bóng, bóng. Mẹ đứng lên, liên tục giơ lên quả bóng bay trong tay, rúi vào tôi với vẻ lấy lòng tôi thì liên tục lùi lại tôi thất vọng ghê gớm không ngờ người mẹ ngày đêm tôi nhớ thương lại là cái hình người này một thằng cu đứng cạnh tôi kêu to thụ bây giờ mày biết con điên là thế nào chưa là mẹ mày như thế này đấy tôi tức tối đáp lại nó nó là mẹ mày ấy mẹ mày mới là con điên ấy mẹ mày mới là thế này tôi quay đầu chạy trốn người mẹ bị điên này tôi không thèm bà nội và bố thì lại đưa mẹ về nhà năm đó bà nội đuổi mẹ đi rồi lương tâm bà bị chất vấn dày vò bà càng ngày càng già trái tim bà cũng không còn sắt thép được nữa nên bà chủ động đưa mẹ về còn tôi lại bực bội bởi mẹ đã làm tôi mất thể diện tôi không bao giờ tươi tỉnh với mẹ chưa bao giờ chủ động nói với mẹ càng không bao giờ gọi mẹ khi phải trao đổi với mẹ tôi gạo là chủ yếu mẹ không bao giờ dám hé miệng nhà không thể nuôi không mẹ mãi bà nội quyết định huấn luyện cho mẹ làm việc vặt khi đi làm đồng bà nội dắt mẹ đi quan sát học hỏi bà bảo mẹ không nghe lời sẽ bị đánh đòn sau một thời gian bà nội nghĩ mẹ đã được dạy dỗ tương đối rồi liền để mẹ tự đi cắt cỏ lợn ai ngờ mẹ chỉ cắt nửa tiếng đã xong cả hai bố cỏ lợn bà nội vừa nhìn đã táo hòa sợ hãi. Cỏ mẹ cắt là lúa giống vừa làm đồng chố bông trong ruộng nhà người ta. Bà nội vừa sợ vừa giận phát cuồng chửi rủa. Con mẹ điên, lúa và cỏ mà không phân biệt được. Bà nội còn đang chưa biết nên xoay sở ra sao. Thì nhà có ruộng bị cắt lúa tìm tới. Mắng bà cố ý dạy con dâu làm càn. Bà nội tôi lửa giận bốc phừng phừng, trước mặt người ta lấy gậy đánh vào eo lưng con dâu. Chửi. Đánh chết con điên này. Mày cút ngay đi cho bà. Mẹ tuy điên, nhưng vẫn biết đau. Mẹ nhảy nhỏm lên chạy trốn đầu gậy. Miệng phát ra những tiếng lắp bắp sợ hãi. Đừng. Đừng. Sau rồi. Nhà người ta cũng cảm thấy chướng mắt. Chủ động bảo. Thôi. Chúng tôi cũng chẳng bắt đền nữa. Sau này giữ cô ta chặt một tí là được. Sau khi cơn sóng gió qua, mẹ ngoại người dưới đất thút thít khóc. Tôi khinh bỉ bảo, cỏ với lúa mà cũng chả phân biệt được, mày đúng là lợn. Lời vừa dứt, gáy tôi bị một cái tát lật. Là bà, bà trùng mắt bảo tôi, thằng ngu kia, mày nói cái gì đấy? Mày còn thế này nữa. Đấy là mẹ mày đấy. Tôi vùng vằng bĩu môi. "Cháu không có loại mẹ điên khùng thế này." "À, mày càng ngày càng láo, xem bà có đánh mày không?" Bà nội lại giơ tay lên. Lúc này chỉ thấy mẹ như cái lò xo bật tử dưới đất lên, che giữa bà nội và tôi. Mẹ chỉ tay vào đầu mẹ, kêu thẳng thốt. "Đánh tôi, đánh tôi." "Tôi hiểu rồi." Mẹ bảo bà nội đánh mẹ đừng đánh tôi. Cánh tay bà trên không trung thõng xuống, miệng lầm bẩm Con mẹ điên này, trong lòng nó cũng biết thương con đây. Tôi vào lớp 1, cha được một hộ chuyên nuôi cá làng bên mời đi canh hổ cá. Mỗi tháng lương 50 tệ, mẹ vẫn đi làm ruộng dưới sự chỉ bảo của bà. Chủ yếu là đi cắt cỏ lợn, mẹ cũng không còn gây ra vụ dày già nào lớn nữa. Nhớ một ngày mùa đông đói rét năm tôi học lớp 3 trời đột ngột đổ mưa. Bà nội sai mẹ mang ô cho tôi. Có lẽ trên đường đến trường tôi mẹ đã ngã ì oạch mấy lần. Toàn thân trông như con khỉ lấm bùn. Mẹ đứng ở ngoài cửa sổ lớp học nhìn tôi cười ngỡ ngẩn. Miệng còn gọi tôi. Thụ. Ô. Có mấy đứa bạn tôi cười khúc khích. Tôi như ngồi trên bàn trông. Oán hận mẹ khủng khiếp. Hận mẹ không biết điều. Hận mẹ làm tôi xấu hổ càng hận thằng hỉ cầm đầu chiêu chọc trong lúc nó còn đang khoa trương bắt trước mẹ tôi chộp kia hộp bút trước mặt đập thật mạnh cho nó một phát nhưng bị thằng hỉ tránh được nó xông tới bóp cổ tôi chúng tôi rằng co đánh nhau tôi nhỏ con vốn không phải là đối thủ của nó bị nó dễ dàng đè xuống đất lúc này chỉ nghe một tiếng vút kéo dài từ bên ngoài lớp học mẹ giống như một đại hiệp bay ào vào một tay tóm cổ thằng hì đẩy ra tận ngoài cửa lớp ai cũng bảo người điên rất khỏe thật sự đúng là như vậy mẹ dùng hai tay nhấc bổng thằng bắt nạt tôi lên trên không trung nó kinh sợ kêu khóc gọi bố mẹ một chân béo ị khua khoáng đạp loạn xạ trên không trung mẹ không thèm để ý vứt nó vào ao nước cạnh cổng trường rồi mặt thản nhiên mẹ đi ra mẹ vì tôi gây ra đại họa mẹ lại làm như không có việc gì xảy ra trước mặt tôi mẹ lại có vẻ khiếp nhược nhìn tôi vẻ muốn lấy lòng tôi hiểu ra đây là tình yêu của mẹ dù đầu óc mẹ không tỉnh táo thì tình yêu của mẹ vẫn tỉnh táo vì con trai của mẹ bị người ta bắt nạt lúc đó tôi không kìm được kêu lên mẹ đây là tiếng gọi đầu tiên kể từ khi tôi biết nói mẹ sững sờ cả người nhìn tôi rất lâu rồi y hệt như một đứa trẻ con mặt mẹ đỏ hồng lên cười ngớ ngẩn hôm đó lần đầu tiên hai mẹ con tôi cùng che một cái ô về nhà tôi kể sự tình cho bà nội nghe bà nội sợ rụng rời ngã ngồi lên ghế vội vã nhờ người đi gọi cha về cha vừa bước vào nhà một đám người tráng điên vạm vỡ tay dao tay thước sông vào nhà tôi không cần hỏi han trắng đen gì Trước tiên đập phá mọi bát đũa vỏ hũ trong nhà nát như tương. Trong nhà như vừa có động đất cấp 9. Đây là những người do nhà thằng Hỷ nhờ tới. Bố thằng Hỷ hung hãn chỉ vào cha tôi nói. Con trai tao sợ quá đã phát điên rồi. Hiện đang nằm nhà thương. Nhà mày mà không mang một nghìn tệ trả tiền thuốc thang. Tao cho một mồi lửa đốt tan cái nhà mày ra. Một nghìn tệ. Cha đi làm một tháng chỉ năm mươi tệ nhìn những người sát khí đằng đằng nhà thằng Hỷ. Cha tôi mắt đỏ lên dần. Cha nhìn mẹ với ánh mắt cực kỳ khủng khiếp. Một tay nhanh như cắt rỡ thắt lưng ra. Đánh tới tấp khắp đầu mặt mẹ. Một trận lại một trận. Mẹ chỉ còn như một con chuột khiếp hãi run rẩy, Lại như một con thú săn đã bị dồn vào đường chết. Nhảy lên hái hùng. Chạy trốn cả đời tôi không thể quên tiếng thắt lưng ra vụt lạnh lùng lên thân mẹ và những tiếng thê thiết mẹ kêu sau đó phải trưởng đồn cảnh sát đến ngăn bàn tay bạo lực của cha kết quả hòa giải của đồn cảnh sát là cả hai bên đều có tổn thất cả hai không nợ nần gì nhau cả ai còn gây sự sẽ bắt luôn người đó đám người đi rồi cha tôi nhìn khắp nhà mảnh vỡ nồi niêu bát đũa tan tành lại nhìn mẹ tôi vết roi đầy mình cha tôi bất ngờ ôm mẹ tôi vào lòng khóc thảm thiết mẹ điên ơi không phải là tôi muốn đánh mẹ mà nếu như tôi không đánh thì việc này không thể dàn xếp nổi nhà mình làm gì có tiền mà đền cho người bởi nghèo khổ quá mà thành họa đấy thôi cha lại nhìn tôi nói thụ con phải cố mà học lên đại học không thì nhà ta cứ bị người khác bắt nạt suốt đời nhé tôi gật đầu tôi hiểu. Mùa hè năm 2000, tôi thi đỗ vào trung học với kết quả xuất sắc. Bà nội tôi vì làm việc cực nhọc cả đời mà mất trước đó. gia cảnh ngày càng khó khăn hơn. Cục dân chính khu tự trị ân thi. Hồ Bắc. Xếp nhà tôi thuộc diện đặc biệt nghèo đói. Mỗi tháng trợ cấp 40 tệ. Trường tôi học cũng giảm bớt học phí cho tôi. Nhờ thế tôi mới có thể học tiếp. Vì học nội chú, bài vở nhiều. Tôi rất ít khi về nhà. Cha tôi vẫn đi làm thuê 50 tệ một tháng, gánh tiếp tế cho tôi đặt lên vai mẹ. Không ai thay thế được. Mỗi lần bà thím nhà bên giúp nấu xong thức ăn, đưa cho mẹ mang đi. 20 km đường núi ngoằn ngoèo ruột dê làm khổ mẹ phải tốn sức ghi nhớ đường đi. Gió tuyết cũng vẫn đi. Và thật là kỳ tích. Hễ bất cứ việc gì làm vì con trai, mẹ đều không điên tí nào ngoài tình yêu mẫu tử ra, tôi không còn cách giải thích nào khác. Y học cũng nên giải thích khám phá hiện tượng này. Ngày 27 tháng 4 năm 2003, lại là một chủ nhật, mẹ lại đến. Không chỉ mang đồ ăn cho tôi, mẹ còn mang đến hơn chục quả đào dại. Tôi cầm một quả, cắn một miếng, cười hỏi mẹ. Ngọt quá, ở đâu ra? Mẹ nói, tôi, tôi hái không ngờ mẹ tôi cũng biết hái cả đảo dại tôi chân thành khen mẹ 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 càng ngày càng tài giỏi mẹ cười hì hì trước lúc mẹ về tôi theo thói quen dặn dò mẹ phải cẩn thận an toàn mẹ ờ uh, ờ uh, trả lời tiễn mẹ xong tôi lại bận rộn ôn tập trước kỳ thi cuối cùng của thời phổ thông ngày hôm sau khi đang ở trên lớp bà thím vội vã chạy đến trường. Nhờ thầy giáo gọi tôi ra ngoài cửa. Thím hỏi tôi, mẹ tôi có đến đưa tiếp tế đồ ăn không? Tôi nói đưa rồi. Hôm qua mẹ về rồi. Thím nói, không, mẹ mày đến giờ vẫn chưa về nhà. Tim tôi thoát lên một cái. Mẹ tôi chắc không đi lạc đường. Chặng đường này mẹ đã đi ba năm rồi. Có lẽ không thể lạc được. Thím hỏi, mẹ mày có nói gì không tôi bảo không mẹ chỉ cho cháu chục quả đào tươi thím đập hai tay thôi chết rồi hỏng rồi có lẽ vì mấy quả đào dại rồi thím kêu tôi xin nghỉ học chúng tôi đi men theo đường núi về tìm đường về quả thực có mấy cây đào dại trên cây chỉ lơ thơ vài quả cọc bởi nếu mọc ở vách đá mới còn giữ được quả chúng tôi cùng lúc nhìn thấy trên thân cây đào có một vết gãy cành. Dưới cây là vực sâu trăm thước. Thím nhìn tôi rồi nói. Chúng ta đi xuống khe vách đá tìm. Tôi nói. Thím. Thím đừng dọa cháu. Thím không nói năng kéo tôi đi xuống vách núi. Mẹ nằm yên tĩnh dưới khe núi. Những trái đào dại vương vãi xung quanh. Trong tay mẹ còn nắm chặt một quả máu trên người mẹ đã cứng lại thành đám màu đen nặng nề tôi đau đớn tới mức ngũ tạng như vỡ ra ôm chặt cứng lấy mẹ gọi mẹ ơi mẹ đau khổ của con ơi con hối hận đã nói rằng đào này ngọt chính là con đã lấy mạng của mẹ mẹ ơi mẹ sống chẳng được hưởng sung sướng ngày nào tôi sát đầu tôi vào khuôn mặt lạnh cứng của mẹ khóc tới mức những hòn đá dại trên đỉnh núi cũng rớt nước mắt theo tôi. Ngày mùng 7 tháng 8 năm 2003, 100 ngày sau khi chôn cất mẹ, Thư gọi nhập học rát vàng rát bạc của Đại học Hồ Bắc đi xuyên qua những ngã đường mẹ tôi đã đi, chạy qua những cây đào dại, xuyên qua ruộng lúa đầu làng, bay thẳng vào cửa nhà tôi. Tôi gài lá thư đến muộn ấy vào đầu ngôi mộ cô tịch của mẹ. Mẹ! còn đã có ngày mở mặt mở mày rồi mẹ có nghe thế không mẹ có thể ngậm cười nơi chín suối rồi video đến đây là kết thúc ban biên tập rất mong muốn nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về vì thế đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video và đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ chia sẻ và lan tỏa những điều tốt đẹp cũng như để nhận những video mới nhất từ chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã luôn lắng nghe chia sẻ và đồng hành cùng kênh sống hạnh phúc thay mặt ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý vị xin kính chào và hẹn gặp lại